Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản phát sóng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong khi xu hướng cải cách hành chính ngày càng được đẩy mạnh ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực, thì tiếp cận đất đai lại có chiều hướng khó khăn hơn. Cùng với đó, sự việc sử dụng đất cũng có chiều hướng không ổn định. Các kết quả điều tra cho thấy doanh nghiệp đang ngày càng khó tiếp cận đất đai để mở rộng mặt bằng kinh doanh. Và đây cũng là nội dung chính mà chúng tôi đề cập tới trong chương trình xây dựng và bất động sản tuần này. Ngay sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Hoạt động được hơn 9 năm, doanh nghiệp này cho biết dù chính phủ đã có chủ trương cho phép doanh nghiệp có thể thuê lại đất để sản xuất kinh doanh, song doanh nghiệp này vẫn chưa sẵn sàng để thuê lại đất từ nhà nước bởi lo ngại rủi ro liên quan đến chính sách đất đai. Khi chúng tôi là một góc độ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì chúng tôi thông qua các mối quan hệ để tìm kiếm xem những doanh nghiệp nào có thừa đất. Thì họ không sử dụng hết thì họ cho thuê. Vì khi chúng tôi thuê ở đó thì có một cái chừng mực yên tâm hơn. Bởi vì họ vừa là chủ doanh nghiệp, họ vừa là người ký hợp đồng trực tiếp với mình. Thì thời hạn có thể kéo dài được 5 năm, 10 năm. Và khi chúng tôi làm việc nó theo một cái nhất quán, ví dụ trong thời gian là mấy năm đó thì chúng tôi yên tâm làm việc. Nhưng nếu chúng tôi đi thuê của nhà nước thì do cái chính sách nhiều khi thay đổi. Thì có thể hôm nay sếp này ký, nhưng ngày mai mà sếp lại luân chuyển đi sếp mới lên lại có nhu cầu sử dụng thì chúng tôi đương nhiên lại không có thể không được thuê ở đó nữa, lại phải di rời, mà mỗi lần di rời rất là vất vả. Cho nên chúng tôi lựa chọn phương án an toàn. Không chỉ tiếp cận và sử dụng đất đai không hề dễ dàng, cũng là lý do khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận đất đai. Về cái tiếp cận đất đai hiện nay thì cũng đã có thuận lợi hơn trước. Tuy nhiên rằng cái việc đối với doanh nghiệp thì tôi cho việc tiếp cận đất đai nó chỉ mới là cái bước đầu tiên của doanh nghiệp thôi. Tại vì sau khi mà được cấp có thẩm quyền trao quyền sử dụng đất đai ấy, thì còn rất nhiều các thủ tục khác mà doanh nghiệp phải tiến hành. Tôi nói từ cái việc về thuế đất, tiền thuế đất, hiện nay là cái tiền thuế đất nó cũng rất là không ổn định và ở cái mức cao. Hay là cái thủ tục ví dụ đăng ký cái tài sản ở trên đất, thì những cái thủ tục hành chính này vẫn đang còn có nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp. Hệ thống thông tin là cơ sở quan trọng để quản lý một cách minh bạch, giúp cho người dân, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với chính sách, quy định và thông tin về đất đai. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận của doanh nghiệp, người dân với hệ thống thông tin lại rất hạn chế. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, khó khăn hiện nay nhất của khối này trong lĩnh vực thuê đất đai, mặt bằng chính là việc doanh nghiệp không được tiếp cận các thông tin về quy hoạch của thành phố. Thì thành phố Hà Nội đã tổ chức rất nhiều các cái hội nghị, đặc biệt một năm Hà Nội đã tổ chức 2 hội nghị lớn để thu hút các nhà đầu tư để làm sao chia sẻ các cái thông tin về quy hoạch. Nhưng mà tại hội nghị đó thì rất ít các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa được tham dự. Trên thực tế, tiếp cận và sử dụng đất đai cũng đang là khó khăn chung đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Phản ánh của nhiều doanh nghiệp cho thấy, để xin cấp đất mở nhà xưởng, doanh nghiệp phải mất thời gian nhiều tháng với hàng loạt thủ tục, cộng thêm vô vàn chi phí phát sinh. Việc này đã làm tăng chi phí của doanh nghiệp ngay từ ban đầu và làm giảm đáng kể sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì thường không có cái điều kiện để làm như vậy. Do vậy họ tiếp cận đất đai bằng cách là phải đi thuê lại hoặc là nhận chuyển nhượng của các cái người mà đang có quyền sử dụng đất. Và trong cái vấn đề này đó thì đương nhiên rằng họ phải trả các cái chi phí rất là lớn. Và đó cũng là cái sự cạnh tranh rất là khó khăn. Như vậy là đất đai với tư cách là một nguồn lực ấy, của nhà nước ấy, để trao cho người dân ấy, thì nó chỉ được trao cho những cái chủ yếu cho các cái doanh nghiệp lớn. Dù các địa phương có nhiều nỗ lực trong cải thiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, song theo khảo sát tại báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017, doanh nghiệp đang ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, mở rộng mặt bằng kinh doanh. Doanh nghiệp cũng cảm thấy mức độ rủi ro bị thu hồi đất ngày càng cao. Việc quy định rằng là kéo dài thêm, cho phép kéo dài, gia hạn 24 tháng, nhưng mà sau đó thu hồi cả đất lẫn tài sản, thì cái điều này lại có biểu hiện là vi hiến. Là bởi vì cái tài sản trên đất ấy là tài sản của doanh nghiệp đầu tư, và cái tài sản đó được pháp luật bảo vệ, không ai lấy được cả. Thế bây giờ nhà nước lại lấy cái lý do là vì chậm đưa đất vào sử dụng mà lấy cái tài sản họ đã đầu tư, là biểu hiện không đúng cái gọi là kể cả hiến pháp lẫn luật đầu tư là đều tuyên bố cái việc nhà nước bảo hộ tất cả những tài sản của doanh nghiệp. Thế thì đây là một cái việc mà tôi cho rằng chúng ta cần sửa đổi. Và có lẽ là các doanh nhân, các nhà đầu tư là lo lắng về cái chuyện ý. Tức là
Tức là mình chỉ cần chậm đưa đất vào sử dụng thôi thì mình bị thu hồi và thu hồi cả tài sản nữa. Chia sẻ tại Diễn đàn Thị trường Bất động sản 2018 tác động từ chính sách, Giám đốc Savo Hà Nội cho biết, với vai trò là đơn vị tư vấn bất động sản quốc tế, hàng tuần Savo vẫn nhận được khá nhiều câu hỏi của các nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu thị trường Việt Nam. Có thể thấy, thị trường Việt Nam đang rất thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn có một số vấn đề chúng ta có thể cải thiện để thu hút nhà đầu tư nước ngoài hơn. Thứ nhất là tính minh bạch. Thứ hai là nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn khó khi tiếp cận quỹ đất để phát triển. Thứ ba là quy trình đấu giá bất động sản với nhà đầu tư nước ngoài cũng như quy trình chính sách còn rườm rà, khiến quy trình tiếp cận và khởi công dự án của nhà đầu tư bất động sản bị cản trở. Trước vấn đề này, các doanh nghiệp đang trong trạng thái phát triển kinh doanh với tâm lý bất an là điều dễ hiểu. Trên thực tế, dù có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, song kết quả khảo sát tại báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 đã chỉ ra tình hình sử dụng đất của doanh nghiệp trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp tham gia điều tra cho rằng rủi ro bị thu hồi đất của họ ở mức cao kỷ lục. Doanh nghiệp đang ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, mở rộng mặt bằng kinh doanh. Tỷ lệ doanh nghiệp có đất và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm nhẹ so với năm 2016 và thấp hơn nhiều so với những năm trước đây. Theo các chuyên gia, thay vì tạo điều kiện cho doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường, sự đa dạng của đời sống kinh tế xã hội, thì không ít quy định trong lĩnh vực quản lý đất đai sau khi sửa đổi lại có chiều hướng siết chặt hơn. Một số doanh nghiệp, trong đó là có các khách hàng của chúng tôi, sau khi đã có được quyền sử dụng đất và trả tiền thuê đất một lần cho nhà nước cho toàn bộ đời dự án là 50 năm, thì đến năm 2012 lại phải trả tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ở mức rất là cao. Mà đáng chú ý là cái đất sử dụng cho một số mục đích được miễn tiền thuê đất thì cũng được miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thì rõ ràng đây là một cái hình thức thu bổ sung phát sinh, thể hiện sự tận thu chồng chéo và vô lý, làm cho môi trường kinh doanh không ổn định. Qua khảo sát, 32% doanh nghiệp đánh giá quy hoạch đất đai của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, khiến nhiều lô đất xa cơ sở hạ tầng hiện có hoặc ở các địa điểm thuận tiện, chẳng hạn như lân cận các cơ sở gây ô nhiễm hoặc quá gần các khu dân cư. 1/4 các doanh nghiệp nhận định rằng việc cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng. Báo cáo cũng chỉ ra rằng đối với các doanh nghiệp có đất mà muốn trao đổi, chuyển nhượng hay thuê, vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Chỉ có 25% doanh nghiệp tham gia điều tra trả lời rằng họ không gặp khó khăn gì khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc mua, chuyển nhượng hay thuê đất, giảm so với con số 29,7% của năm 2016. Đây là mức thấp kỷ lục ghi nhận được trong lịch sử điều tra PCI. Tính minh bạch và các cái thiết chế pháp lý để giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp đang chuyển biến khá chậm trễ. Thứ hai là cái chỉ số về chi phí không chính thức, mặc dù đã giảm trong năm qua, nhưng vẫn còn đến 59% các doanh nghiệp nói rằng họ vẫn phải chi trả các chi phí không chính thức. Và vẫn còn 28% số doanh nghiệp cảm thấy chưa hài lòng đối với cái chất lượng thi hành công vụ của các cơ quan chính quyền. Và gần đây thì một số cái trở ngại mới lại nổi lên. Đó chính là cái việc tiếp cận đất đai dường như trở nên khó khăn hơn. Và cái sự an toàn trong cái việc đảm bảo cái quyền sử dụng đất thì trở nên là vấn đề doanh nghiệp lo ngại. Có cái sự rủi ro nhiều hơn của doanh nghiệp trong cái việc đảm bảo cái quyền sử dụng đất của họ. Kết quả điều tra từ PCI cũng cho thấy mức độ ổn định trong quá trình sử dụng đất của các doanh nghiệp đang xấu đi. Tính trung vị chỉ đạt 1,6 điểm trên thang 5 điểm, cho thấy mức độ rủi ro bị chính quyền thu hồi đất đối với doanh nghiệp ngày càng cao. Đây là mức điểm thấp nhất được ghi nhận trong 13 năm điều tra PCI. Khâu yếu hiện nay của chúng ta là cái khâu quản lý cái quy hoạch sử dụng đất. Từ cái việc lập cho đến công bố, chắc là chúng ta ngồi đây không ai biết là đất nhà mình không biết ngày sau sẽ là cái gì. Nếu tôi biết được đất nhà tôi chắc chắn sẽ ra làm sân bận vận động, thì tôi sẽ từ từ tôi điều chỉnh, hoặc là tôi mời tôi bán thật rẻ.
và các bạn muốn mua thì cũng biết đấy nó là sân vận động rồi. Trong khi đó luật chúng ta quy định rất rõ là phải quy hoạch phải được lập công bố rất công khai, nhưng chúng ta chưa làm được việc này. Đấy, cái tôi theo cá nhân tôi thì tôi thấy như vậy, vì nó không rõ được cái này cho nó có thiếu tính định hướng thị trường. Mà khi nó đã không định hướng được thì nó làm phát sinh những cái quan hệ nhầm lẫn, những cái quyết sách không trúng và sinh ra tổn thương dẫn đến bức xúc. Và có khi đây cũng là một trong những nội dung mà chúng ta nhìn nhận cái hiện tượng xã hội hiện nay. Những lo ngại này có tác động rất tiêu cực đến đầu tư, vì doanh nghiệp khi phải đối mặt với những rủi ro này sẽ rất dè dặt đầu tư trên khu đất mà họ biết rằng sẽ có thể bị thu hồi. Thậm chí còn đáng lo ngại hơn, đó là doanh nghiệp cho rằng mức bồi thường không thỏa đáng đối với mặt bằng kinh doanh nếu bị thu hồi. Theo luật đất đai 2013, thì những cơ chế quy định mặc dù đã có những tín hiệu rất tích cực, tuy nhiên, chỉ số minh bạch của thị trường bất động sản toàn cầu do tập đoàn John LaSalle thực hiện cho thấy Việt Nam là một trong ba nước, Việt Nam, Venezuela và Ai Cập, đứng cuối danh sách do thiếu minh bạch về thông tin thị trường cũng như bảo hộ các quyền liên quan đến bất động sản. Đồng thời, khảo sát của IFC Fiat cũng cho những phát hiện tương tự. Hơn 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa được khảo sát cho rằng tìm được một mảnh đất thích hợp trên thị trường thứ cấp là rất khó. 66% doanh nghiệp thành công trong việc tìm đất đều phải thông qua kênh quan hệ cá nhân. Thì các doanh nghiệp hiện nay đang kêu là phải đi tìm những cái tài liệu về quy hoạch, kế hoạch là rất khó. Đáng nhẽ là có thể đến một cái nơi nào đó công khai sẵn sàng, hoặc là trên mạng, một cái trang cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chẳng hạn là đáng nhẽ phải có. Hoặc là tại Ủy ban Nhân dân chẳng hạn, hoặc là Sở Kế hoạch Đầu tư chẳng hạn, là phải niêm yết công khai tất cả những cái tài liệu này. Thế thì doanh nghiệp nói rằng là về quy định của pháp luật là có, nhưng mà doanh nghiệp đi tìm là không thấy, rồi cũng lại phải lần mò, cũng lại phải đi tìm kiếm, xong nhiều doanh nghiệp cũng nói là cũng phải chi tiền cho người này người kia thì để có thể là mới tiếp cận được. Thì đấy là những cái điều mà doanh nghiệp đưa ra cái ý kiến của mình, và tôi cho rằng đấy cũng là đúng. Rõ ràng luật đất đai sửa đổi năm 2013 dù đã chính thức có hiệu lực với những quy định cụ thể của nhà nước đối với người sử dụng đất, tuy nhiên, trước thực trạng đang diễn ra cũng cho thấy mức độ ổn định trong quá trình sử dụng đất của các doanh nghiệp đang xấu đi. Những thủ tục, quy trình không đúng đang còn tồn tại, gây khó khăn, phiền hà cho cộng đồng doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, các doanh nghiệp mong muốn những khó khăn vướng mắc sẽ được sớm gỡ bỏ, bởi tiếp cận đất đai là giai đoạn đầu có tính tiên quyết đối với các dự án. Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tiếp cận, khai thác và hiệu quả nguồn lực về đất đai, thì cần phải tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Sau đây là những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia doanh nghiệp mà phóng viên VITV đã ghi nhận được. Thì lĩnh vực nào đầu tư đều người ta đều mong muốn là cải cách thủ tục hành chính. Có nghĩa là mình có thể những cái quy trình đó là quy trình bắt buộc, nhưng mà mình tinh gọn nó. Là làm sao đó tạo được một cái thời gian nó lâu dài hơn cho phía những cái doanh nghiệp họ đang sử dụng các cái quỹ đất sạch. Chúng ta cần phải tạo điều kiện để người ta tiếp cận được đất đai sớm, các cái thủ tục nhanh gọn, làm sao cái hiệu quả hiệu lực của các cái pháp lý nó nhanh để người ta triển khai nhanh, thì cái hiệu quả nó cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Tập trung cao về cái việc mà thực hiện những cái nội dung đó, thì cái trách nhiệm của mỗi ngành mỗi cấp bố trí cái cán bộ đầu mối và cái cán bộ có cái năng lực, có cái trách nhiệm hơn nữa để tiếp cận với lại doanh nghiệp, cũng như là giải quyết trực tiếp những cái công việc của doanh nghiệp khi đến mỗi cái cơ quan hành chính nhà nước. Thưa quý vị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là quyết tâm lớn của chính phủ với những hành động quyết liệt đi vào thực chất. Tuy nhiên, sự tồn tại những khó khăn trong tiếp cận đất đai và sự thiếu ổn định trong việc sử dụng đất của doanh nghiệp cho thấy những nỗ lực là chưa đủ và quản lý nhà nước cần phải sát sao hơn, sao cho theo kịp sự thay đổi của nền kinh tế, khơi thông dòng chảy chính sách. Và những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.